Nè, annyeonghaseyo,여러분, Ren입니다. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần tiếp theo, phần số 5 của 80 chính từ động từ trái nghĩa thường dùng. Phần này sẽ gồm có 10 cặp từ và mình sẽ hướng dẫn các bạn cả ví dụ minh họa nha. Nè, 시작하기 전에 구독과 좋아요 부탁드립니다. Trước khi bắt đầu, mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nha. Nè, 지금 시작합시다. 따라해보세요. 잡다. 잡다. 남, 박, 풀다, 풀다, 타우어, 달렁. 손을 잡아요. 손을 잡아요. 남, 따이. Mình có 잡다 ở đây là nắm, bắt gì đó. Trong trường hợp này mình sử dụng cái nghĩa là nắm ha. Và chia đuôi vô sẽ là 잡아요. Nắm cái gì đây các bạn? Đây là động từ thì các bạn cứ tìm ơn các bạn dịch. Nắm cái gì đây? Nắm xôn. Xôn là cái bàn tay của mình ha. 손을 잡아요. 남 따이. 몸을 풀어요. 몸을 풀어요. Thả lỏng cơ thể. Mình có 풀다 là thả lỏng, tháo rỡ, gỡ cái gì đó ra. Trong trường hợp này, mình 치료요 sẽ là 풀어요. Né, động từ. Thì mình cứ tìm ơn mình dịch thôi. Động từ là 풀다. Thả lỏng cái gì đây các bạn? Mùm, cơ thể ha. Cái mình của mình đó, gọi là mùm. Mùm을 풀어요. Thả lỏng cơ thể. 흡수하다. 흡수하다. Hấp thụ. Cái này là tiếng Hán rất là dễ học nha các bạn. 흡수하다. 배출하다. 배출하다. Mình sẽ đưa chữ R qua đây nha các bạn. Mình đọc là 배출하다. Để thải ra. 영양분을 흡수해요. 영양분을 흡수해요. Hấp thụ chất dinh dưỡng. Mình có 흡수하다 có nghĩa là hấp thụ. Hấp thụ mình chia đuôi vô sẽ là 흡수해요. Né, động từ thì mình cứ tìm nên mình dịch. Hấp thụ cái gì đấy các bạn? 영양분. 영양분 là thành phần dinh dưỡng ha, chất dinh dưỡng ha. Né, 영양분을 흡수해요. Hấp thụ chất dinh dưỡng. 더러운 물을 배출해요. 더러운 물을 배출해요. Thải ra nước bẩn, hoặc là thải nước bẩn ra ngoài. Mình có 배출하다 là thải ra, mình 치료요 sẽ là 배출해요. Né, thải ra là động từ thì mình cứ tìm ơn mình dịch cho nó. 물, 물 ở đây là nước. 더러운 물, nước mà bị bẩn á các bạn. Mình có cái từ này từ gốc của nó là từ 더럽다. 럽다. 더럽다. Né, khi cộng theo sau là danh từ, tức là nó là tính từ cộng danh từ, trường hợp này là định ngữ các bạn. Định ngữ có bạch chim thì ưng, không bạch chim thì nên tính danh từ. Đó, trường hợp nó là như vậy. 더럽다 này nó có trường hợp đặc biệt của chữ bi up á, nên là nó sẽ trở thành 더러운. U là không có bạch chim nên cộng niên danh từ thì thành 더러운. Danh từ của mình là 물. 더러운 물. Nước bẩn. Nó là định ngữ nha mọi người. 더러운 물을 배출해요. Thải ra nước bẩn. 쉬다. 쉬다. Nghỉ ngơi. 계속하다. 계속하다. Tiếp tục. Ở đây mình sẽ đọc là 계속하다 nha các bạn. G gặp H thì bạn nhớ là cái chỗ này mình đọc là 하다 nha. 계속하다. 네. 집에서 쉬고 싶어요. 집에서 쉬고 싶어요. Tôi muốn nghỉ ngơi ở nhà. Mình có ở đây 쉬고 싶다. Mình có động từ của mình. Khi mà chủ ngữ làm cái hành động này á, là tôi hoặc là bạn, hoặc là chúng tôi hoặc là bạn á, hoặc là bạn thì sẽ cộng với 고 싶다. Tức là mình chỉ bỏ 다 đi rồi mình cộng với 고 싶다 là xong. Muốn làm điều gì đó. Còn trong trường hợp những cái ngôi còn lại như là ngôi thứ ba số ít á, những cái ngôi thứ ba số ít á, là cô ấy, anh ấy, Lan, Mai, Đào, giám đốc hay là ba mẹ gì đó thì mình sẽ cộng với cô. 싶어하다. Né. Mình trong trường hợp này chủ ngữ không có, tức là tôi, thì mình sẽ dùng 고 싶다. 치료요 sẽ thành 고 싶어요. Né. Rồi, động từ của mình là 쉬다. 쉬다, nghỉ ngơi. Rồi, 쉬고 싶어요. Muốn nghỉ ngơi. Muốn nghỉ ngơi ở đâu đây các bạn? 에서.
Danh từ chỉ nơi chốn. Cộng với ê so tức là làm cái gì đó ở tại cái nơi này này ha. Nên trong trường hợp này nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi tại hoặc là ở집 nhà. 집에서 쉬고 싶어요. Tôi muốn nghỉ ngơi ở nhà. 일을 계속하세요. 일을 계속하세요. Hãy tiếp tục làm việc. Mình có 세요 động từ của mình. Có bạch chim thì mình cộng với 으세요. Không có bạch chim thì mình cộng với 세요. Né, có nghĩa là hãy làm động từ hoặc là có nghĩa là lịch sự thôi, lịch sự hoặc là hãy làm gì đó, hãy động từ. Trong trường hợp này mình sẽ dịch với nghĩa hãy ha. Thì nó là trường hợp mà người ta nói ai đó hãy làm cái điều gì đó. Kesukada là tiếp tục. Kiduseo tức là kesukaseo. Hãy tiếp tục. Tiếp tục cái gì đó các bạn? Động từ. Thì mình tìm unrin mình dịch. Trong trường hợp này, unrin trước nó là danh từ il. Việc. Hãy tiếp tục làm việc đi. Iru kesukaseo. Katarutta. Katarutta. Khó chịu. Khó tính. Wonmanada. Wonmanada. Dễ chịu. Thoải mái. 저는 성격이 까다로운 편이에요. 저는 성격이 까다로운 편이에요. Tôi thuộc kiểu khó, tính tình khó, hoặc là tôi thuộc kiểu khó tính. Nè, 저는 진짜 까다로운 편이에요. Nè. Mình sẽ có cuối cùng là 이에요. Danh từ có bạch chim sẽ cộng với i e u và không có bạch chim sẽ cộng với dề u, có nghĩa là danh từ. Ha, trong trường hợp này, pion, pion là cái kiểu hoặc là cái loại gì đó. Nói chung là nó thuộc dạng làm pion này thường á, là sẽ ví dụ như là cái ngữ pháp của mình á, cái ngữ pháp này là innen pionida. Innen pionida. Có nghĩa là thuộc cái loại, thuộc cái kiểu gì đó đó các bạn. Nên là cái pion này á, thuộc giống như là nó trong một cái tổ chức gì đó, ví dụ như đây nè, một nhóm ấy là thuộc cái loại mà học giỏi, nhóm mà thuộc học dở, nhóm mà thuộc dạng mà bơi giỏi, nhóm mới thuộc dạng là học tán giỏi, nhóm thì là nói tiếng Hàn giỏi. Thì mình tôi thuộc cái dạng nào trong cái nhóm đó thì mình sẽ dùng pionita ha. Katarun pionio này, trong trường hợp katarota khó này á, khó khăn khó chịu này á, thì nó sẽ chia theo trường hợp. Cái này hơi phức tạp nha. Nè, đầu tiên mình sẽ điêu từ cái từ katarota này ha. Katarota bạch chim là p up, thì quy tắc là p up khi mà theo sau nó là nguyên âm, tức là những từ mà bắt đầu bằng chữ ng này nè. Trong trường hợp này thì có in nhiên á, nên là bắt đầu bằng chữ ng ha. Thì p up tức là chữ b này sẽ bị biến thành chữ u và mình chia theo theo ngữ pháp ha. Và ngữ pháp của mình ở đây là định ngữ, cái dạng định ngữ cơ bản thôi, tính từ thôi. Tính từ, định ngữ, tính từ thì có bạch chim thêm in, không bạch chim mình thêm ni in, tức là chữ n, và thêm danh từ. Tức là ở đây có nghĩa là danh từ mà tính từ. Danh từ mà tính từ. Đó. Nè, rồi trong này tính từ của mình là katarota. Katarota vốn dĩ là phải thêm in. Tuy nhiên là nó có chữ bi nên nó bị biến thành katarun rồi. Rồi, u. Đó. Mà u thì không có bạch chim, không có bạch chim phải thêm niên kataroun. Rồi danh từ của mình ở đây là pion, ở đây có chữ pion thì kataroun pion. Đó. Đó là xong cái này đó các bạn. Là dạng thuộc kiểu khó tính. Rồi, cái gì khó tính này các bạn? Song chốc. Song chốc ở đây là tính cách. Tính cách ha. Rồi, tính cách thì khó. Rồi, chủ ngữ ở đây là trò. Tôi, vậy thì 저는 성격이 까다로운 편이에요. Tôi thuộc kiểu tính tình khó hoặc tôi thuộc kiểu khó tính. 선생님은 성격이 원만한 편이에요. 선생님이 성격이 원만한 편이에요. Mình sẽ có như hồi nãy편이에요 ở trên, các bạn có thể coi trên là đây là thuộc dạng, thuộc kiểu dạng hoặc là kiểu. Rồi, wimanada ở trên có rồi, đó là dễ chịu. Dễ chịu, dễ tính. Rồi, song yok ở đây là tính cách. Rồi, chủ ngữ của cái nguyên câu này là in. Là son sinh niềm là cái người giáo viên. Vậy thì giáo viên thuộc kiểu dễ tính, tính tình dễ hoặc là dễ tính. Son sinh niềm, son yok gì?
원만한 편이에요. 네. 간단하다. 간단하다. 명갱. 복잡하다. 복잡하다. Phức tạp. Trong trường hợp này, bà chim là bi ấp, theo sau nó là chữ hờ, thì chỗ chữ hờ này mình sẽ đọc là p. P, bấm mở bật ra là p. P, phức tạp. Phức tạp. Y 문제가 간단해요. Y 문제가 간단해요. Vấn đề này đơn giản, mình sẽ có khandana ta là đơn giản, khi chi vô sẽ thành khandanheyu. Né, mình sẽ có ở đây y ga này là chủ ngữ ha, chủ ngữ y, chỗ này là y là này, munje là vấn đề hoặc là câu hỏi, vậy thì mình sẽ có y munje, vấn đề này hoặc là câu hỏi này ha. Y munje ga khandaneyo, vấn đề này đơn giản hoặc là câu hỏi này đơn giản, để tùy theo cái trường hợp thực tế mà bạn đang gặp thì bạn dùng cho thích hợp ha. 복잡하게 말하지 말아요. 복잡하게 말하지 말아요. Đừng nói chuyện phức tạp quá hoặc là quá phức tạp. Nè, nói cái gì cũng nói đơn giản thôi. 간단하게 말하세요. Nè, chi 말아요. Mình có là động từ, mình sẽ cộng với chi. 말다. Có nghĩa là đừng làm động từ ha. Đừng làm động từ. Nè, nói là đừng có làm gì đó. Mình nói người ta đừng hành động gì đó. Thì mình sẽ dùng chi mạng ta. Để trong trường hợp này mình có bà ra ta. Bà ra ta là nói chuyện các bạn. Nói chuyện. Vậy thì bà ra chi bà ra yo. Đừng có nói chuyện. Rồi mình có phục sapada là tính từ phục sapada phức tạp. Mình sẽ thêm kề. Ở đây có nghĩa là một cách phức tạp. Tức là phục sapage bà ra chi bà ra yo. Đừng nói chuyện một cách phức tạp. Đừng nói chuyện phức tạp quá. Kiểu vậy đó mọi người. Cúp pata, gấp gáp. Nư gư thông thả. Mình sẽ có chỗ này cúp pata giống như hồi nãy luôn. Bờ gặp hờ thì chỗ chữ hờ này sẽ đọc thành pờ. Còn trong trường hợp tiếp theo mình có nư gư thada, sờ gặp hờ, tức là chữ sờ đây nè, gặp chữ hờ đây nè, hờ. Thì chỗ chữ hờ này á mình sẽ đọc thành chữ thờ.느긋하다, 느긋하다. 네. 점심을 급하게 먹어요. 점심을 급하게 먹어요. Ăn trưa gấp gáp. Mình sẽ có 먹어요. 먹어요 là ăn cái gì đó, trong từ gốc của nó là 먹다. Ăn ha. Ăn cái gì đó đây các bạn? Đây là động từ thì các bạn chỉ cần kiếm cái gì các bạn? In rư các bạn dịch thôi. Động từ bổ nghĩa cho nó là đây nè. Thì bạn kiếm nó là bạn dịch nha. Ăn cái gì đây? Chomshim. Chomshim ở đây là bữa ăn trưa hoặc là buổi trưa. Trong trường hợp này mình ăn thì mình phải ăn. Ăn bữa ăn trưa. Vậy chomshim을 먹어요. Tức là ăn trưa. Rồi ăn trưa mình có 급하다. 급하다 này là tính từ ha. Tính từ mình sẽ có kề. Giống như trường hợp hồi nãy là phục. Có nghĩa là một cách tính từ. Trong trường hợp này, tính từ của mình là gấp gáp, cupata. Vậy thì mình sẽ nói là một cách gấp gáp. Ăn cơm một cách gấp gáp thì ăn trưa, ăn cơm trưa, ăn cơm trưa một cách gấp gáp thì ăn trưa gấp gáp thôi. Mình nói tiếng Việt mình nói ngắn gọn là thôi. 점심을 급하게 먹어요. Ăn trưa gấp gáp. Nè, chẳng cầm mãn. Chẳng cầm nhớ. Đó, chẳng cầm mãn. 그는 항상 느긋해 보여요. 그는 항상 느긋해 보여요. Anh ta luôn có vẻ thong thả. Thong thả chứ không phải thong thả. Thong thả. Nè. Mình sẽ có đầu tiên là ngữ pháp à o bùi đà. Nè. Tính từ à o bùi đà. Có vẻ gì đó. Có vẻ. Có vẻ tính từ. Trong trường hợp này có vẻ gì các bạn? Nugutada. Có vẻ thông thả. Nugutada là từ gốc là nugutada. Nugutada có nghĩa là thông thả. Vậy nugute boyayo. Có vẻ thông thả. Ở đây hăng răng. Hăng răng là phó từ không đi với unrin nha các bạn. Hăng răng có nghĩa là luôn luôn. Luôn luôn hoặc lúc nào cũng vậy ha. Luôn luôn. Hăng răng. Nugute boyayo.
luôn luôn có vẻ là thong thả. Nhưng mà ai là chủ ngữ các bạn? Ai là người luôn luôn có vẻ thong thả đây? Không có chủ ngữ thì mình sẽ dịch là tôi, còn có chủ ngữ thì mình sẽ dịch chủ ngữ à. Nên nè, trước nên là khư. Khư ở đây có nghĩa là anh ấy hoặc là anh ta. Thư nên, hăng sang, thư cứ thế phụ rồi. Anh ta luôn luôn có vẻ là thong thả. Cây cơm mà ta, cây cơm mà ta, ngăn nắp gọn gàng. Chỉ do bunada, chỉ do bunada, bề bộn bẩn thỉu. Cứ chỉ bị đỏ mù cay cơm mèo. Cứ chỉ bị đỏ mù cay cơm mèo. Nhà anh ta rất ngăn nắp. Đây mình sẽ có cay cơm mà ta, ngăn nắp gọn gàng. Mình chia đôi vô sẽ là cay cơm mèo, cay cơm mèo. Rồi cái gì các bạn? Đỏ mù ở đây có nghĩa là rất là quá cái gì đó. Rồi chủ ngữ của mình ở đây có y nè, chủ ngữ của mình là khuê chip. Khuê chip, chip ở đây là nhà nè, e là của nè, khư là anh ấy anh ta, thì mình sẽ dịch là từ đuôi dịch lên nhà của anh ta thì rất là cái mèo, rất là gọn gàng ngăn nắp. Để chi bi chỉ cho bu nèo, để chi bi chỉ cho bu nèo, nhà thôi thì bè bộ nè. Ủa đi chi bi 엄청 지저분해요. 네, 지저분하다. Ở đây có nghĩa là bề bộn, bẩn thỉu. 네, 지저분해요. Thì có nghĩa là khi mình chia đôi vô, nó thành 지저분해요 thôi. 네, tính từ một cách bề bộn, bẩn thỉu gì đó. Rồi, chủ ngữ của cái câu này là 네, 집. 네, 집, 집 ở đây là nhà. 네, tức là đại, tức là của tôi á các bạn. Viết tắt là 네. Vậy thì nhà của tôi thì chỉ cho bữa nèo bề bổn. Nạt sơ tà, nạt sơ tà lạ, lạ lắm. Nạt chích tà quen. Nạt sơn xa đâm quà thế hoa hoa ghi xí đời hồ. Nạt sơn xa đâm quà thế hoa hoa ghi. Tôi không thích nói chuyện với người lạ. Trong trường hợp này mình sẽ có xí đời hồ, tức là xí thà. Từ gốc nó là xí thà, có nghĩa là ghét, không thích cái việc gì đó. Khi chia đôi vô mình sẽ chia là si đòi ô. Rồi ghét cái việc gì các bạn? Thề hoa tà, từ gốc của nó là thề hoa tà ha, có nghĩa là đối thoại hoặc là nói chuyện với ai đó là thề hoa tà ha. Trong trường hợp này mình có cái động từ thề hoa tà, khi muốn biến nó thành danh từ thì mình thêm chữ ki vô đây cho nó sẽ thành trở thành danh từ cái việc mà đối thoại, việc mà nói chuyện với ai đó ha. Đây việc nói chuyện thì si đòi ô thì không thích. Trong này mình có tiếp qua. Danh từ có bạch chim thì mình thêm qua, và không có bạch chim thì mình thêm qua. Có nghĩa là và với danh từ. Và hoặc là với danh từ. Trong trường hợp này, nói chuyện với ai các bạn? Nạt sơn xa đầm. Nạt sơn xa đầm. Nguyên cái cụm này mình có người mà lạ. Người lạ. Nạt sơn xa đầm. Vậy thì, nạt sơn xa đầm qua. Thế hoa ghi. Xí đòi ồ. Tôi ghét nói chuyện với người lạ. Nè, trong phần này mình sẽ có một cái chỗ nho nhỏ ở đây. Mình sẽ nói cho cả hai câu luôn ha. Ví dụ trong trường hợp này á, mình có là tính từ là sol tà, và cái danh từ là saram, con người, người. Khi hai cái này muốn biến thành một cụm danh từ, một tính từ và một danh từ, khi muốn hợp lại thành cụm danh từ thì các bạn chỉ cần thêm định ngữ thôi. Có bạch chim, tính từ ở đây bỏ tà đi, có bạch chim mình thêm in, không có bạch chim mình thêm niên, thì sẽ ra nguyên cái cụm này sẽ là cụm danh từ, có nghĩa là danh từ mà tính từ. Trong trường hợp này người mà lạ, người nè sa đàm mà lạ, tức là người lạ. Rồi mình sẽ chia như sau. Cái từ là sơ tà này là trường hợp đặc biệt. Bạch chim là real. Bạch chim là real thì mình phải biết cái quy tắc của chữ real. Bạch chim là real thì sẽ có hai trường hợp. Một á, r mà gặp n bờ sờ, tức là theo sau nó, cái chữ phía sau nó bắt đầu bằng r, bờ hoặc là sờ, thì r gặp n bờ sờ thì r sẽ bị mất đi. Tức là mình sẽ bị mất đi chữ r này. Và tiếp theo, trường hợp thứ hai, r mà gặp cái chữ gọi là chữ ư, nguyên âm ư, thì r gặp ư thì ư sẽ bị mất đi nha các bạn. Rồi, mình sẽ đi vào cụ thể ở cái trường hợp này. Là mình sẽ có
낯설다. 설다. Rồi, mình sẽ cộng với saram, nhưng mà bình thường thì là solta, mình chia thì mình phải thêm un saram, vì là solta nó có bạch chim. Có bạch chim thì phải thêm un ở đây nè. Nên là đáng lẽ là mình phải chia như vậy. Nhưng mình sẽ nhìn lại cái quy tắc của chữ r. R gặp ư là chỗ này đây các bạn, cái số 2 đây nha. R gặp ư thì ư mất, thì đầu tiên chữ ư này bị mất đi. Tức là chỉ còn chữ niên thôi, chữ n thôi. Mà chữ n này lại có cái nguyên tắc nữa, tức là r mình có cái số 1 nè. R ở đây gặp n b s thì r mất ở đây. Nên là r của mình lúc này gặp chữ n là một trong ba chữ này nè. Nên là r mất luôn. Vậy nó chỉ còn lại là nạt so thôi. Mà so thì không có bạch chim thì sẽ cộng với niên cộng với chữ n ở dưới và thêm saram thì nó sẽ trở thành nạt son saram, nạt son saram nè. Vậy thì nạt son saram quá theo hai cái chữ đó hiểu. Tiếp tục, ông 얼굴은 나 찍근데, 나 찍근데 nha các bạn, 나 찍근데 이름이 생각나지 않아요. 얼굴은 나 찍근데 이름이 생각나지 않아요. Mặt á, cái bản mặt, cái khuôn mặt á thì quen mà không nhớ được tên. Mình sẽ có ở đây là mình sẽ có tính hoặc động từ bỏ tà đi thêm chi anh thà. Phần này có nghĩa là không, tính động từ tức là không như thế nào đó, ví dụ như không ăn, không nói, không uống, không ở, không gì đó, thì mình chỉ cần áp dụng ngữ pháp này là xong ha. Rồi, sinh ra đà, sinh ra đà đà có nghĩa là nhớ ra hoặc là nghĩ ra ha, nghĩ ra đó. Sinh ra đà chả này ô, không nhớ ra, không nhớ ra cái gì các bạn. Irim, irim ở đây là cái phần chủ ngữ nha. Irim, irim có nghĩa là tên. 이름이 생각나지 않아요. Tên thì không có nhớ ra. Rồi, tiếp tục. Mình có đạt chích tà. Đạt chích tà ở đây có nghĩa là quen. Khi chia với in in tê để nối hai câu hoặc mà là mang nghĩa là nhân á, thì có bạch chim thì mình cộng với in tê. Không có bạch chim thì mình cộng với niên, tức là chữ n và t thôi. Trong trường hợp này đạt chích thì có bạch chim nên mình dùng đạt chích cần tê. Đấy. Rồi, tiếp tục chủ ngữ của cái vế một này là gì các bạn? Có in nè. Ờ cul. Ờ cul có nghĩa là khuôn mặt. Vậy thì ờ cul은 나 찍근데 이름이 생각나지 않아요. Mặt thì quen mà không nhớ tên. 다르다. 다르다. 같아. 같아. 나 너와 나 달라요. 너와 나 달라요. Tao với mày thì khác nhau, hoặc là tôi với bạn thì khác nhau. Mình có 다르다. Khi chia đôi vô sẽ thành 달라요. 달라요. Rồi, 너, 나, 나 ở đây là tôi nè. Qua ở đây là danh từ, có bạch chim mình sẽ cộng vào qua. Không có bạch chim mình cộng vào qua, có nghĩa là và với. Trong trường hợp này, tôi với bạn hoặc tôi và bạn đều được ha. 너, 너 là mày, là bạn. 너와 나 달라요. Tao với mày thì khác nhau, tôi với bạn thì khác nhau. 매일 같은 옷을 입어요. 매일 같은 옷을 입어요. Ngày nào cũng mặc quần áo giống nhau, tức là có một bộ mặc hoài á. 입다. 입다 từ gốc ở đây là 입다 có nghĩa là mặc, mặc quần áo, mặc cái gì đó là 입다. Mặc là động từ thì mình cứ tìm ưn rưn mình dịch. Ưn rưn mình dịch. Mặc cái gì các bạn? Ụt. Ụt là áo hoặc quần áo. 옷을 입어요. Mặc quần áo hoặc là mặc áo. Rồi, mình có ở đây có một cái cụm định ngữ nhỏ là 같은 옷. 같은 옷. Ở đây là quần áo mà giống nhau đó các bạn. Mình có từ 같다. Tính từ là 같다. Theo sau, nó là mình muốn một danh từ 옷. Đó là hai cái này biến nó thành một cái cụm danh từ. Thì mình sẽ có tính từ có bạch chim thêm in, không bạch chim đi in, và danh từ là danh từ mà tính từ. Trong trường hợp này kata của mình là có bạch chim nên mình thêm in và thêm cái danh từ phía sau là ụt. Áo cái này nghĩa là mà, giống tức là áo giống nhau.
Rồi, tiếp theo mình có매일. 매일 là mỗi ngày hoặc ngày nào cũng vậy. 매일 같은 옷을 입어요. Ngày nào cũng mặc quần áo giống nhau. Từ cuối cùng, 버릇이 없다. 버릇이 없다. Vô lễ, mất dạy. 예의 바르다. 예의 바르다. Lễ phép. 남에게 버릇없이 굴면 안 돼요. 남에게 버릇없이 굴면 안 돼요. Mình có ăn đê đà. Ở đây mình có né ăn đê đà. Dạ. Có nghĩa là không được, không được. Rồi, ở đây mình có động từ có bạ chim mình thêm ư miền. Không có bạ chim mình thêm miền. Có nghĩa là nếu động từ, nếu làm cái gì đó phía trước thì ăn đều thì không được ha. Rồi, khu, khulta, khulta ở đây có nghĩa là hành xử, cư xử ha. Khulmyeon an daeyo, hành xử thì không được. Nhưng mà hành xử gì đây các bạn? 버릇이, 버릇 없이, 버릇 없이, 버릇이, 버릇 없다. 버릇 없다 khi mình biến nó thành một cái phó từ thì mình sẽ thêm y vào đây, 버릇 없이. Một cách vô lễ, một cách mất dạy. Ege, danh từ ege là cho hoặc là đến người nào đó hoặc là với người nào đó thì mình sẽ sử dụng ege ha. Đối xử mất dạy, bất lịch sự với ai? Nam. Nam ở đây là 다른 사람. Tức là người khác á, thì mình sẽ gọi là nam. Đó. 남에게 버릇없이 굴면 안 돼요. Nếu hành xử vô lễ với người khác thì không được. Tiếp theo. 언제나 예의 바르게 대하세요. 언제나 예의 바르게 대하세요. 하이 한 수. Một cách có lễ phép. Hãy hành xử một cách có lễ phép. Mình sẽ có thề ha dèo. Ở đây là ư dèo. Động từ có bạc chim mình sẽ thêm ư dèo. Và không có bạc chim mình sẽ thêm dèo. Nó có nghĩa là hãy hoặc là mang nghĩa là lịch sự. Thề ha tà là đối xử, cư xử như thế nào đó. Rồi đối xử, cư xử. 바르게. 예의 바르게. Lễ phép. Ai mình có tính từ cộng với kê là một cách tính từ tức là một cách lễ phép á mà ở đây mình có thêm cái cuối cùng là onjena onjena tức là bất cứ lúc nào cũng gì đó thì onjena yei paruge thế haseyo lúc nào cũng hãy hành xử một cách lễ phép mình thiếu chữ lúc nào ha nè 그러면 여기까지입니다 다음 시간 뵙겠습니다 네, 그때까지 안녕히 계세요.